mình mạnh tay mình làm. Nãy giờ em đang để luôn không? Hồi nãy giờ em để luôn. Em làm để luôn không? Nhớ ruột lắm anh. Nhớ ruột lắm. Nhưng mà để luôn á nó không đủ dinh dưỡng á, nó rụng em. Nó rụng còn hơn nữa. À nó rụng sạch luôn á. Nên cái cuốn nó ốm nè anh thấy không? Cuốn này ốm nè anh bỏ đi. À, cái nào mọc mà dài anh để lại. Cái nhánh ba lớn này làm sao mà nuôi được hai. Ok, chào bà con đã trở lại với lại cái kênh YouTube về cây trồng của anh em kỹ thuật công ty Bảo Tốt. Tôi là Lương. Thì hôm nay á là trở lại cái vườn á với chuyên đề là làm bông sầu riêng không biết lo. Thì đây là cái vườn của chú Ba On, cái vườn mà mình đã anh em kỹ thuật công ty Bảo Tốt á, mình đã theo từ đầu, tức là mình đã chăm sóc cái vườn này từ cái cơi phục hồi cơi đầu tiên cho đến làm bông, và bây giờ là sổ nhị và đã, trong giai đoạn này trái được 10 ngày trái, 10 đến 12 ngày trái nữa thì thôi. Thì trong cái 10 đến 12 ngày trái vừa qua thì mình có phun một cái cử là chỉnh trái, phun một cái cử chỉnh trái, và cái cử này cái đợt này là đợt phun thứ hai, đợt chỉnh trái, và cũng là cái đợt tỉa tỉa bông 3 lần, và bây giờ là mình tỉa trái lần thứ hai. Thì hôm nay thì cái chuyên đề cái ngày hôm nay thì Lương hướng dẫn với bà con cách tỉa trái, mình chọn trái. Đầu tiên là mình chỉnh trái, xong đó mình tỉa trái và mình chọn trái. Bên cạnh Lương là hiện tại là bà con thấy là cái bộ lá, cái bộ lá hôm nay thì nó rất là đều. Cái bộ lá hôm nay nó rất là đều, mà hiện tại là trái tầm hơn 12 ngày trái rồi, nhưng mà cái bộ lá hôm nay nó vẫn chưa đi đọt, và nó chỉ là nó le đọt thôi. Mới le le cái đọt này thôi. Thì hôm nay là mình sẽ làm hai cái chuyên đề. Thứ nhất á, chuyên đề thứ nhất là cái chuyên đề mình sẽ phun để chỉnh trái, và mình tỉa hướng dẫn bà con để tỉa chọn trái. Rồi cái chuyên đề thứ hai á là sau đó là mình sẽ phun phun thường là bà con giai đoạn mà nó le đọt á, bà con phun chặn đọt. Nhưng mà phun chặn đọt nó sẽ ảnh hưởng tới cái bộ đọt, nó dễ bị khô đọt và ảnh hưởng đến cây. Đặc biệt nếu mà con sử dụng bắc lo thì nó càng tệ hơn, nó suy cây. Nên Lương hướng dẫn bà con một cái bộ sản phẩm mà phun diêu đọt, tức là cái đọt nó sẽ chậm, quá trình nó chậm, nó đi chậm lại. Và đối với những cái vườn mà cái lá bà con nó đi đọt rồi, mà sẽ phun để cho nó diêu đọt, nó nhanh lụa, nó nhanh già hơn. Thì có hai chuyên đề như thế trong cái chuyên mục lần này. Thì bây giờ Lương sẽ mời bà con để bà con xem xung quanh nha. Xung quanh là cái bộ tán của cái vườn á, cái bộ lá cái vườn hiện tại nó vẫn chưa đi đọt nha. Để trong giai đoạn là 10 ngày trái rồi. Thì trước đó này cái quá trình trước đó thì Lương có đến 10 tập. Cái vườn này đã có đến 10 tập, từ tập 1 đến tập 10. Cái quá trình mà chăm sóc và làm bông, ra bông, bây giờ là đậu trái và mình chăm sóc trái. Đây là cái mô hình vườn làm bông không bắt lo bằng cái bộ sản phẩm Bo Stop của công ty Bảo Tốt. Rồi bà con xem. Bây giờ mời bà con xem cái bộ trái của cái vườn này ha. Anh thấy sao? Được không? Ngon lành không? Vậy thì nó ngon rồi, cũng đạt. So với năm nay thời tiết nó bất lợi thì nó tuyệt vời không? Chứ bà con khác là rụng sạch hết đúng không? Rụng, nhưng nó đều. Làm nó không ra nữa chứ. Rồi, bà con này, em quay cái chùm trái nha. Hiện tại á, là cái như này anh Thanh thì vườn anh Thanh cũng gần đây, anh Thanh cũng đang theo học hỏi cái để làm cái làm bông, đúng không? Làm bông làm trái cho cái sầu riêng, chuẩn bị làm trái vụ đầu tiên. Thì cái vườn này cũng là làm trái vụ đầu tiên luôn, mà chỉ là làm nghịch vụ thôi. Thì bây giờ là Lương sướng dẫn bà con tỉa trái. Bà con nè, quay em quay cái chùm trái. Rồi bây giờ thì mình rồi bà con ha. Bà con thấy là cái lượng trái hiện tại là mình đã tỉa lần thứ 3. Tức là mình đã tỉa chính xác là hai cái lần đầu là mình tỉa bông. Mình tỉa bông hai lần đầu, thì cái lần này là mình đã tỉa trái một lần rồi. Lần thứ hai là mình tỉa lần thứ hai rồi. Cái lượng bông mà lúc trước mà cái video trước là bà con xem thì rất là nhiều phải không? Cái lần này là mình chính xác là mình lần trước là mình bỏ chùm trái và chùm bông, mình tỉa luôn nguyên chùm. Đó. Hôm bữa là anh xem vườn này đúng không? Bông nó dày đặc đúng không anh Thanh? Đúng rồi. Là mình em tỉa là tỉa nguyên chùm luôn. Chứ em không có tỉa theo trái. Còn bữa nay mới là tỉa trái. Đó, bà con thấy không? Thì cái lượng trái ở trên cao á, do mình tỉa nó bị do trên cao nó còn khá là nhiều, đúng không? Cái lượng trái hôm nay là hơn 12 ngày trái đó. Nó còn khá là nhiều, thì bây giờ ở dưới á, thì mình tỉa được nhiều hơn, là bà con thấy cái lượng trái bên dưới đó là tương đối nó thưa hơn. Thì cái số lượng trái ở mỗi cành mình phân chia đều đều như thế này nè. Mình không cần để quá nhiều. Là một
một cành mình để 5 tới 7 trái thôi nha, là tương đối là cũng nhiều rồi, đúng không anh? Dạ, thì cành 5 7 trái này, cái số lượng cành này bà con thấy là nó cũng cành to mà à, 5 6 7 trái. Nó 5 7 trái là cành này mình để cả trăm trái luôn á, đúng không? Nên là bà con thấy lúc đầu bà con thấy trái nó ít thế này nè, bà con đừng có ngại. Nếu mà bà con ngại á là bà con để nhiều quá là cái cành nó, những cái cành nó nhỏ thế này là ốm nó suy cây nè. À, rồi bây giờ mình sẽ tiến hành tỉa trái ha. Thôi bây giờ cho bà con đi xem một vài cây đi. À, rồi mình nhận định, mình đánh giá, rồi mình tiếp tục là mình đi vô cái vấn đề là mình tỉa trái, mình chọn trái. Bà con biết không, thì đối với cái lượng mưa nhiều á, không, cái lượng mưa nhiều á, em quay cái chùm trái này, cái lượng mưa nhiều, nếu mà trong giai đoạn mà sổ dị là bông vụ nghịch á, vụ thuận thì không nói, vụ thuận hay vụ nghịch luôn, nếu mà mưa quá nhiều trong giai đoạn sổ dị là phải đẩy bạc, đúng không anh Thanh? Anh bạc. Bà con sẽ đẩy bạc để nước mưa nó không, nó hạn chế, nó thấm ở dưới cái bộ rễ là nó sốc, nó rụng trái. Như cái vườn mình mà không đẩy bạc luôn. Vì mình có hai cái lợi thế, thứ nhất là mình khi sổ dị là mình đã dìu được cái đọt, mình không cho đi đọt rồi, nó là không đi đọt là một. Thứ hai cái cây mình nó lực, và thứ ba nó là biết áp dụng. Cái này là hôm trước á, đã phun một cái cử chỉnh trái. Anh biết cái sản phẩm bôi top rồi đúng không? Là tạo mầm hoa đó. Vừa rồi là phun chỉnh trái với cái liều chỉnh trái là 15% trên 200 lít nước. Ví dụ một bình thường 1 kg là phun tạo mầm là phi. Bây giờ anh phun là 15% đó, 150g là trong phi 200 lít nước. Là cộng với kali hữu cơ cộng canxi bo phun chỉnh trái, thì anh thấy cái bộ trái bữa nay là nó đẹp không? Đẹp tròn không? Đó là đẹp tròn không? Còn bây giờ là hôm rồi là mình để nó rụng thoải mái, tức là nó rụng thoải mái luôn, còn mình bây giờ mình mới đi tỉa trái. Dạ, mới tỉa. Hôm rồi mình để rụng thoải mái, nhưng mà bây giờ bà con nhìn nè em, bà con nhìn cái bộ trái này nó cực kỳ đẹp ha. Không, cây này trái đẹp thì... đó, bà con thấy không, trái rất là đẹp, rất là tròn ha. Cái bộ trái hiện tại đây trên bên này, cành bên này nữa nè. Cây này trái đều trái. Rồi cành bên này á, bà con thấy ở trên kia ha, zoom lên thì bà con xem ha. Nhiều đợt lắm chứ không? Đợt. Đã tỉa rất là nhiều đợt rồi. Anh Thanh ở ngay đây, anh Thanh biết mà đúng không? Rồi thì cái cây này là nó cũng nhỏ, lát nữa mình sẽ xem mấy cây lớn. Bây giờ mình trước tiên á, mình sẽ chọn trái. Cây này nhỏ mà tính ra nó đạt đấy chứ. Đạt đúng không? Cây này nhỏ đạt chứ. Rồi thì bây giờ mình sẽ chọn trái. Cái cây này là cà sầu riêng Thái, ở trong một cái chùm trái như thế này. Đầu tiên là bà con để ý nè, những cái nhánh thế này nếu mình để trái nó lớn á, nó sẽ dễ bị tình trạng là nó suy cái cành này. Dễ suy cành này đúng không? Tại vì cái cành này ở đoạn này nó nhỏ. Nếu cái vị trí của trái nó nằm ở vị trí này thì tuyệt vời hơn, đúng không? Nó đậu trái tốt hơn. Đó là ok rồi. Nó thì còn cái trái này á, nó ở vị trí này là đẹp. Mà cái trái này nó tròn nè. Em zoom lớn lên, em đứng ở một chỗ em zoom thôi, em khỏi đi cũng được. Đó, cái trái mà con thấy rất là tròn không? Rồi bên này nữa nè. Hôm bữa là mình đã phun một cử chỉnh trái. Đây nè. Lúc mà phun chỉnh trái lúc đó là 10 ngày trái. Tức là sổ dị xong 10 ngày. 10 ngày rồi phun chỉnh trái cho tròn. Chừng té xuống mương. Anh Thanh qua bên này đi. Sắp tới là làm bông vườn anh là kỹ sư Vinh sẽ phụ trách ha. Anh cũng hay tương tác với bạn Vinh đúng không? Rồi cái bộ trái này mình thấy trái này cũng tròn, nhưng không biết tỉa trái nào hết. Giờ không biết tỉa trái nào hết, theo anh thì chọn trái nào? Theo anh là tỉa cái này nè. Cái trái mà cong cong mà méo méo đúng không? Dạ. Hôm bữa giờ mình tỉa mấy đợt trái? 3 đợt. Còn đây là chú kỹ thuật để đảm nhiệm phun công tác cái vườn này có hai. Chú là đảm nhiệm về phun lá hay phun trái? Phun trái lá luôn. Phun trái, phun lá chứ. Trái, chú là phun lá, còn cái phun trái là ông anh xui của chú. Nên là hôm giờ là mình phun chỉnh trái là một cử chỉnh trái rồi đúng không? Rồi thì hôm nay là tới cái cử thứ hai, mình phun chỉnh trái, mình phun hai cử thôi bà con nha, không phun nhiều. Để cái trái nó chắc và nó tròn. Anh thấy cái cuốn nó chắc đúng không anh? Cái cuốn nó chắc và nó mập nè. Thì bây giờ cái trái chắc chắn là mình giữ lại nè. Còn bây giờ cái chùm trái mình sẽ chọn. Bà con lưu ý là mình không nên mà bấm cái giai đoạn mà mới sổ nhị xong á, nếu mà bông trái quá nhiều bà con á, bấm là bấm luôn nguyên chùm, chứ bà con đừng có bấm sớm ở một cái chùm trái mà bấm tỉa hai trái giữ là một trái không nên, tại vì như thế nó sẽ bị giật trái, nó giật học. Cái trái mà từ giai đoạn này trở lên bà con mới chỉnh trái, bà con mới chọn trái, tức là trước đó là chọn chùm, là bỏ một chùm luôn. Video trước đại lương có hướng dẫn rồi không?
Thì bây giờ mình sẽ chọn cái trái méo nè, bây giờ chọn trái này méo đúng không anh? Trái này nó bị cong nè, đó bà con thấy không? Thì cái trái mau cong này bà con biết chắc là nó sẽ bị giật học. Đối với nhiều vườn nó cong hơn rất là nhiều. Cái này là cong ít thôi đúng không anh? Ít thôi. Cái này cũng có thể khả năng là nó sẽ tròn trái lại. Tròn lại. Nó sẽ tròn, chắc chắn nó sẽ tròn, nhưng mà bây giờ cái chùm này tới 3 trái. Nhiều quá rồi. Và bên đây 2 trái, 5 trái, rồi bên này 2 trái nữa là quá nhiều. À vậy là mình để cho trái nó nhanh lớn á. Hiện tại trái nó nhanh lớn thì mình bắt buộc là phải bỏ, chứ nếu mà bà con bình thường á, trong cái vườn bà con cái trái cỡ này là không phải là trái cong đâu. Trái này trái thẳng á. Thẳng. Nhưng mà nó chỉ cong ở trong cái nhóm thẳng này thôi. Trong nhóm đẹp. Đúng rồi, nó trong cái nhóm đẹp rồi. Đó, bây giờ mình bắt buộc phải bỏ à. Hơi tiếc xíu. Rồi khi bấm á là bà con bấm bắt hạn chế bấm ở trên này, bấm ở dưới cái khớp. À, quay, à em zoom lớn lên cái khớp này bà con thấy không? Khớp trái này. Bà con bấm dưới cái khớp này. Để mục đích làm gì anh biết không? Để khi mà nó có rụng, nó rụng cái khớp này và nó giữ cái cuốn này lại. À thấy không? Đó, để hạn chế nấm rồi nó nhiễm như này, nó rụng nó khi mà nó hư cái dưới này. À xong nó giữ cái cuốn này trở lại. À. Rồi. Cái trái bên này á, nè cái này cũng thuộc dạng trái tròn nè, nên nguyên cái chùm trái này á rất là tròn luôn, là rất là khó bỏ, thấy không? Đó. Thấy cái cử phun mà tròn trái đẹp không chú? Hôm bữa nó hơi cong cong đúng không? Phun xong nó tròn lại liền. À rồi bây giờ mình sẽ đi qua mình tiễn cái chùm bên này. À. Nó hơi khó khăn, ví dụ mà đây nè, cái nhánh này chắc chắn là mình phải chọn trái rồi. Cái nhánh này nó nhỏ, nếu mà để 3-4 trái này là cái nhánh này nó rụng luôn. À, chắc chắn là nó rụng hết lá luôn. À, khi mà nuôi trái thì chắc chắn là bây giờ mình chọn 2 trái. Đó, 2 trái cong nè. Bây giờ mình bấm cho bà coi ha. Đây, 2 cái trái cong. À, 2 trái này á, là nó cong nhất là mình chắc chắn mình phải bỏ rồi. À, mình giữ lại 2 cái trái to này. À, thì cái nhánh này á, để lẽ ra đúng hơn á, là mình chỉ giữ một trái thôi mới nuôi cái nhánh là được, chứ không là khả năng là nó rụng nhánh luôn nếu mà sau này thu trái. Tuy nhiên bây giờ lại vẫn còn, nó đang trong giai đoạn rụng sinh lý, và cái khi sầu riêng Thái thì trái hơn 1 kg nó vẫn còn rụng sinh lý. Nếu mà cái nội sinh cây nó yếu, 2 kg nó vẫn rụng, nhưng mà cái nội sinh nó tốt thì hơn 1 kg là hết rụng rồi. Bây giờ mình cứ để đi, mình cứ để. Bây giờ là bà con quay cái lá này, cái bộ lá này của cây này nha. Cái 2 cái trái này á, mình cứ để đó, rồi đến khi giai đoạn mà cái trái hơn 1 kg, tầm 1 kg á, là bắt đầu mình sẽ xem lại là cái nhánh này có nuôi, cái lực này nó có nuôi nổi không. Nếu nuôi nổi mình giữ lại, còn nếu mà không nuôi nổi bắt buộc phải tỉa thêm một trái, bỏ trái kia nữa. À đúng không? Rồi ở đây với cái cành này á, nó có 3 hệ trái này. À, 3 hệ trái này ở ngoài này nó rụng rồi, nó nuôi có 3 trái này thôi. Thì 3 trái này á thì có vẻ nó cũng có 1 trái tròn, 2 trái méo. À, tuy nhiên cái cành này nó có thể nuôi được 3 trái. À, 3 trái, nhưng mà nếu mà cái vị trí ở gần đây thì nó tốt hơn. À, còn vị trí ngoài này thôi mình bỏ một trái. Trái méo nhất nè, mình nuôi 2 trái thôi. À, bà con đừng tiếc, đừng sợ rụng nha. Nếu cái bộ đọt bà con không đi, và bây giờ mình diều được cái cơ đọt mà mình giữ cái đọt không đi á, ở dưới mình vẫn đi phân, ở dưới mình vẫn đi phân để nuôi cây, chứ bà con không đi phân á là cái cây nó sẽ bị tình trạng là nó thiếu dinh dưỡng, mà bà con không biết cách đi phân nó sẽ đi đọt và nó sẽ rụng trái. À rồi bây giờ mình quay ở trên này đi. À, nhánh này xong rồi, bây giờ tới nhánh này. Cái khâu mà tỉa trái này rất là quan trọng nha, bà con phải tính được cái khâu trái. Luôn luôn giữ cái trái ở cuốn bên trong nhiều hơn bên ngoài, và giữ những cái trái ở những cái có cái cành cấp 2 đi ngang, nó sẽ nuôi trái mà nó chắc hơn. À, nó nuôi trái chắc hơn, mà cái nhánh này nó nuôi lá, cái bộ lá này nó quan hợp nó nuôi cái bộ trái nhanh lớn hơn. Nuôi ngoài đấy nuôi dài vô. Đúng rồi. À. Ở trong khu vực mình á, anh Thanh, trong cái khu vực mình hiện tại là chắc có cái vườn chú ba, vườn này là đang đậu trái thôi đúng không? À, còn tất cả là làm mắc lo hư hết rồi không? Làm phát lo mình chứ chuột hết rồi. À, theo hôm bữa mấy anh nó là bị chuột hết rồi, không đạt. Nó không có đậu, nó đậu mà nó đậu ít chứ. Mà gặp nó có đậu mà gặp mưa cả mưa cỡ này là nó rụng hết, nó sóc rụng hết. Không, mà cái nội sinh nó tốt nên là đậu trái được này không? Mình không tủ bạc không làm gì hết. À, mà nội sinh nó tốt anh thấy đậu trái cái. Năm nay cái lượng mưa nó nhiều mà à. mà không đầy bạc vậy là đậu. Mà là những quá, quá ok vì vậy mình đang sổ nhị mà nó mưa nhiều nữa. À, rồi. Năm nay thời tiết rất là khó khăn nha bà con, nên là cái chuyện mà nó không đậu trái, cái chuyện nó cũng khá là bình thường. Nè, rồi cái trái này á, hiện tại cái trái ở giữa đây bà con bỏ luôn nè. À, bà con hạn chế là vặt cái kiểu này nha. Vặt kiểu này nè, đây là mẫu. Vặt kiểu này nó rất là nguy hiểm nè, mưa nó nấm xâm nhập vô trong này nè, và đồng thời cái vết thương chỗ này sau này nó ra bông nó bị yếu đi. Năm sau ra bông nó bị yếu đi, nên bà con cứ cắt thôi. Khi nào nó rụng, nó tự nó rụng. Thấy không? Không nên như vậy như thế này nha. Cũng được đó, nhưng mà hạn chế không nên. Mình cứ cắt đi, khi nào nó héo cái cuốn bông nó tự rụng. À rồi bây giờ cái nhánh này á, hiện tại mình cũng để 5 trái, thấy không, để 5 trái. À, nhánh này cũng không được lớn đâu, nhỏ đó, 5 trái, nhưng mà thôi mình cứ để như vậy đi, mình cứ tạm thời mình cứ để như vậy đi, rồi sau này cái trái lớn chút nữa mình mới tính chọn tiếp nữa, chọn tiếp thấy không chọn nhiều. Bây giờ nếu mình bấm nhiều quá là bà con mình cảm thấy là nó hụt trái, nó thiếu trái đúng không,
Đó, rồi bây giờ cái chùm này là nhiều nè. Cái chùm này làm sao đây? Trái nào cũng đẹp hết trơn anh. Không. Đó, cái trái này cũng đẹp, giờ biết chọn sao. Đẹp đẹp chứ cũng phải xử chứ. À, đúng rồi, bây giờ ở ngoài thôi mình bỏ đi ha. Bỏ ngoài đi ha. À. Rồi bây giờ cái chùm này tới 6 trái. À, 6 trái, cái trái này nó sẽ bị cọ cành này. Ừ. Mình sẽ bỏ trái này, chắc chắn cái này nó bị cọ cành này. À, cái trái này cái hướng nó đi qua bên này, chùm 4 trái này, hướng này. À, thôi bây giờ cái này tới 5 trái. À, bây giờ mình phải chọn mà không trái nào cũng đẹp chứ không biết sao giờ. À. Khó xử quá hả? À, khó xử quá. Nhưng mà cái trái thôi mình bỏ ở giữa đi. Không? Rồi để 4 trái. Mai mốt lớn mình tính tiếp. À, mình còn tỉa thêm một đợt, hai đợt nữa. Rồi. Anh đẹp mà anh nằm không đúng chỗ. Đúng rồi. À, nằm. À, rồi, ở đây là những cái cành này nó nhỏ mà nó đậu trái nè, mới 2 4 6 trái. Thì cái cành này mà con thấy nó có mấy lá. Đây nè. Cái cành này có mấy chục lá nè. Thì cái vàng trái thì nó đậu thế này á, mà thường cành nhỏ nó đậu trái tốt hơn. Không? Đậu trái tốt hơn cành lớn. Cái cành lớn nó dinh dưỡng nó cao, nó dễ rụng, nó dễ sóc, dễ rụng lắm. Quá trời đó. Thì bây giờ cái này á, là mình chỉ để lên một trái thôi, nhưng mà trước tiên á bây giờ sẽ bỏ chùm này luôn nè bà con. Cái chùm này là bỏ luôn nè. Đó. Bỏ trước hai trái ha. Đó. Bà con đừng có tiếc, đừng có ngại. Nhưng mà cái này còn hai trái này. Giữ hai trái này lại thôi. Thấy không? Mà hai cái cành này nó đang xen với nhau nè. Đó, hai cành này đang xen với nhau nè. Thì cái cành này á là mình phải buộc dây mình treo qua bên kia. Cho nó đừng có cọ với nhau. Rồi, cọ trái. Nó cọ trái, đúng rồi. Nó cọ trái, cọ cành á. Đó. Đó, thì bây giờ là bây giờ mình cái trái của này tuy rằng nó tròn nhưng mà nó nằm ở ngoài này á, xa quá bỏ đi. Đó, bà con bỏ luôn đi. Thấy không? Rồi. Tiếp tục là mình tỉa trái tiếp. À, tỉa này cũng tiếc khó chịu lắm á, giai đoạn này bà con tỉa nó hơi bị khó chịu á. À. Rồi bây giờ lên bên trên luôn nè. À, cành nó to thì bà con leo, mà cành nó nhỏ thì thôi nha. Này có cái thang. Thang để được lên đó. À, cành nó to bà con mới leo, cành nó nhỏ thì thôi. À, rồi tiếp tục cái nhánh này mình để tạm thời đó, nhưng mà chắc chắn là mình chỉ giữ hai trái thôi. Nhánh này chỉ giữ hai trái thôi. À, khi nó lớn lên mình tỉa tiếp. Rồi, mấy cành lớn này. À, thì tầm 3-4 trái thì thấy được rồi. À, rồi mình tỉa ở giữa này nè. À, giữ trái nào to mà tròn mới giữ. Cái này trái đẹp thế. Rồi, ở đây cái chùm này hai trái nè. À, cái nhánh này nó to. À, bây giờ mình phải bỏ cái nhánh cái trái ngoài kia kìa. À, đúng không? Rồi, chỉ qua bên này đi. À, mấy cái xa xa thì mình dùng cái kéo bấm. Rồi em di chuyển qua bên này đi. Rồi. Với cái trái này á. À. Trái này thì bà con tỉa trái ở giữa ha. Trái này nó cong nó méo nè. À. Rồi mấy ở trên cao á thì mình sẽ dùng cây kéo. Cái kéo bấm cành. À, riêng có cái cành này đặc biệt, cái cành này nè bà con. À, bà con qua đây. À. Đây nè. Cành này nè. À. Rồi, giới thiệu cho bà con mình đây, đây là kỹ sư Chiến. À, bạn Chiến này phụ trách kỹ thuật ở khu vực Đắk Lắk. À, Đắk Lắk ở miền Đông. Rồi hôm nay là bạn cùng đi thăm vườn ở miền Tây, đúng không? Bây giờ bạn kỹ sư Chiến. À, chào bà con đi, đúng không? Bà con mà khu vực Đắk Lắk á thì bạn Chiến sẽ hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp cho bà con ha. Rồi. Riêng cái nhánh này á nó đậu trái rất là đẹp luôn. À. Rồi. Chụp giùm anh tấm ơi. Chụp cái nhánh này nè. À. Nó đậu trái cực kỳ đẹp. Thấy không? Thấy không? Tuy nhiên bây giờ nó nằm ở ngoài ngọn. Anh Thanh thấy không? Nó đậu trái rất đẹp nhưng mà nằm ngoài ngọn thì bây giờ mình thấy rất là tiếc. Bà con rất tiếc nhưng mà phải bỏ. Không thể nuôi một cái trái sầu riêng ở ngoài cái ngọn nhỏ này được. Là phải bỏ hết luôn. À, bỏ hết cái chùm này luôn nè. Cái chùm này rất là đẹp luôn á, đúng không? Rất đẹp luôn nhưng mà phải bỏ, không thể nuôi ở ngoài ngọn này được. Đẹp mà anh không đúng chỗ luôn. Đẹp mà không đúng chỗ, đúng rồi. À. Rồi cái kéo có chưa? Kéo nó bị hư, nó bị đứt, nó gãy thôi. À. Rồi mình đang làm tìm một cái kéo, mình đang lấy chú Ba anh đang lấy cây kéo để mình bấm cái vàng cao, bây giờ mình bấm cái vàng thấp trước đi, không? Giờ còn cái chùm trái nữa này, à, cái chùm trái này mình phải tỉa này. À. Anh Thanh tỉa chùm này đi.
Rồi tập tỉa cho quen, thế mai mốt tới vườn mình tỉa phải không? Dạ. Vườn của người ta mình tỉa mới sướng. Đúng không? Dạ. Rồi chọn cái chùm nữa đó. Ừ, tỉa đi. Anh tỉa theo ý anh đi. Đó, không. Nó nhiều quá nó cũng rụng bớt rồi. Cái nào dài. Cắt bỏ bớt đi. À. Chứ chùm đó chỉ giữ 4 trái thôi. 4 trái đây, anh muốn bỏ trái nào? Kệ đó, cái đó nằm riêng mà không đụng chạm với nhau. À. Cuốn dài luôn tốt nha. Cuốn dài mà cái trái này thấy chừng nó ra xấu, hình xấu hơn nè. Cuốn cái cuốn nào dài là đậu trái tốt hơn. À. Thì anh cái này anh bỏ cái này luôn nó. Rồi anh bỏ đi, anh bỏ đi. Nó lép hơn nè. À rồi. Bởi vì tất nhiên cái á. Cái chùm đó là tỉa thêm một trái đi anh. Cái nhánh nó quá nhiều rồi. Tỉa thêm một trái. À. Ôi. Đẹp quá, nó khó. Trái này cũng đẹp, cũng khó khăn không? Trái này cũng tròn tròn đều hết trơn rồi. Chỉnh chi cho nó tròn trái bây giờ không biết tỉa làm sao. Ai kêu ấy thuốc đạt quá chi cho tròn giờ khó xử. Khó xử không? Giờ thôi, bây giờ khó xử bấm hai cái trái ngoài bỏ đi. Bỏ. Bỏ cái này nè. Rồi bỏ đi. Bỏ luôn cái trái đó luôn. Ừ. Trái đó ngon. Ngon nhưng mà nằm không đúng chỗ. Trong đó rồi từ từ nó ấy đi ha, bỏ sao. Rồi hai cái nhánh đang chéo với nhau, anh chỉnh nó lại rồi. Chú ơi. Ra con nó này. Nhiều lắm á, tiểu quá trời nhiều lắm. Cái hai cái nhánh này nó cọ với nhau nè. À, chiều chú lấy cái dây á, chú cột, chú căng, chú kéo qua bên kéo kia nha. Nhớ cái nhánh này nha. À, kéo qua bên kia. Đó. Rồi bây giờ mình đi tiếp cái cây thứ hai. À, tiếp theo giờ cái dàn cây này. À, cái cây này thì cái dàn trái nó đậu ở trên nhiều hơn. À, nhiều. Đó, có 3 nguyên nhân ha bà con nhớ ha. Nhất ở cái dàn dưới nó ít đậu trái là mình đi qua lại là một. Thứ hai nữa là phun áp lực nước nó cao. À, chú con nói này nha. À, ý là sau này phun thuốc á là cái dàn dưới á là mình phải đứng xa ra, áp lực nước nó mạnh quá nó dễ rụng trái, nên là nó đậu trái từ cái hàng cái tầng thứ hai lên rất là nhiều, mà ở dưới cái cành ở dưới nó đậu trái ít hơn. Thấy không, là mình phun ở trên trước đúng không, phun ở trên trước rồi xong mình hạ xuống là cái áp lực nó mạnh quá, là cái lúc mà trái nó còn nhỏ đó nó bám thuốc nhiều, thứ hai nó mạnh quá nó dễ rụng trái. Cái thứ ba nếu mình đi qua đi lại di chuyển á mình cọ mà dễ rụng nữa. Mua cây này à. Cây này thì nó xài bền, cây này thì xài bền hơn cây kia mà đều à, giống như lần trước con hướng dẫn chú đó, chú bung ra chú đi ra bên ngoài chú lấy hơi xương thôi. Ừ chứ mà cái nào hợp lý này, như cái nhánh này chắc chắn nó không đậu trái được này, nó to quá, nó nhánh này nhỏ này nó không đậu được nè, bây giờ phải bỏ này. À, bỏ hết luôn cái chùm này cũng được, nó còn nằm ở trong nhiều mà. À. Tùm dòm lên cái tỉa đau không? Ý là hay đau bà con thường. Ê, chưa đau bây giờ nó đau kìa, ý là đau lòng á, không có nó vô mặt vô cá chết luôn. À, em trai thấy sao, tỉa nó đau không? Uổng lắm. Bên em có làm sầu riêng không? Em chăm được 2 cây. À, ừ. Hai mẫu hả? À, trồng hai mẫu luôn. Ở nhà cho cháu bỏ thùng thuốc đó. Hai mẫu là bao nhiêu cây? Trên cái xe đó, hả? Nó bộ mà. À. Rồi. À. Em zoom lên đi. Phải rất là cẩn thận nha bà con. Không cẩn thận nó rụng hết trái. À. Mình cứ cọ quẹt là nó rụng á. Rồi, cái chùm này à, mấy trái cong bỏ đây, mấy trái thẳng để lại ha. Cái số lượng nó nhiều trái. À, số lượng nó nhiều. Cái trái chỗ này à, bà con thấy nó hơi cong. Nó hơi cong nha. Mà kệ để lại, tại vì chỗ này nó không có trái. Trái trong nữa kìa. Cái trái này bỏ ha. Ừ, trái này nó phun xấu quá rồi. Cái chỗ này chắc phun bị không điều thuốc nè, phun mấy cây ngoài này trái rất là tròn. Tới cây này nó trái nó hơi cong, đúng không anh? Thuốc này hình như nó mệt, mệt thì phun. À, lúc ở cuối vườn nè, không nó mệt thì phun hơi ẩu không? À. Phải không? Coi lại phải không? À. 2 tuần sau đi kiểm tra lại. Đi kiểm tra lại là cái nào mà chưa ưng ý hoặc nó dư nữa, dư trái là mình bỏ. Tại bây giờ bà con tiễn giai đoạn này á, là bà con thấy là cái trái nó thưa nhưng mà thật sự là trái nó nhiều, nhưng mà khi trái nó lớn mà con sẽ thấy cái đông đặc nó dày hơn không. Bây giờ mình đi tiếp cây thứ hai. À, cây thứ tư. Rồi bà con thấy cái cây này nha, cây này đậu trái rất là đẹp luôn. À, đẹp quá anh Thanh ha. À, từ trên dưới nè, đẹp tuyệt vời luôn. Cái này là mình tỉa trái nó rất là đều, đúng không, tỉa trái nó rất là đều nè, và nó đậu là đậu, nó đậu đều luôn á, với lại cái trái bên này nó lớn hơn nữa. Ừ. À. Vậy con biết sao không? Biết sao cái trái nó lớn hơn mấy trái hồi nãy mình tỉa không? Anh biết tại sao không? Sao? Này vi sáo, cái nãy là hồi nãy là thái, vi sáo nó lớn nhanh hơn.
ra bông cùng một lúc luôn đó bà con, mình lương xử xử lý ra bông cùng một lúc đó. Nhưng mà cây này là cây cây ghi sáo. Ghi sáo lớn hơn kia phải không? Cây này là cây ghi sáo. Cái ghi sáo á, thì cái bộ lá của ghi sáo á, mình thấy cái bộ lá ghi sáo với cây thái á, cái ghi sáo này cái lá nó nhỏ hơn. Cái lá nó nhỏ hơn mà nó ngắn hơn. Còn cái lá thái á, cái cây thái ở bên kia á, cái lá nó to mà nó dài hơn. Rồi. Bây giờ tới cái cây ghi sáo. Ghi sáo thì nó đậu trái là nó đậu trái tốt hơn cái cây mà sầu riêng thái. Là nó nguyên tắc là ghi sáo thì làm bông khó hơn. Nó khó ra bông hơn nhưng mà nó đậu trái tốt hơn. Đúng không Thanh? Ít rụng hơn. Rồi bây giờ hai trái méo này nè, mình bỏ một trái đi. Ai đã bấm giùm chứ? Rồi. Nãy mua cái kéo này dở. Cái cây này để sáu cái chành nhánh nhánh để sáu trái ok này, không? Ở trên này nè, có ông này nè. Chùm quá, cái chùm này quá trời đẹp ha. Đẹp mà. Mà nó đông đặc luôn á. Thôi bây giờ mình bỏ cái này đi. Bỏ bớt đi bà con ha. Thay vì nó rụng là mình tác động nó luôn, tác động vật lý nó luôn. Cái nhánh này nó con cũng nuôi là 5 trái thôi là thấy quật vào quật quại rồi. Trời ơi, đã bấm nó sướng đẹp. Gì đâu á. Cái này là 6 trái nó nuôi hết luôn này, đẹp không? Nó lực nó đều mà rất là tròn. Đó. Cái gai này á, bà con thấy là hiện tại là cái gai này nó chắc cuốn, mà hiện tại mình sẽ phun cái cữ này, Lương sẽ cho phun để cái đốc là xanh để cái gai nó xanh lên. Rồi. Không? Cái này là đậu rất là đều. Cái này là bấm sơ sơ vậy thôi chứ thường nữa là mình chỉnh xong nó đậu rất là đều rồi. Còn cái chùm này nè, mình chỉnh bớt ra bóc bỏ bớt bớt một trái thôi. Rồi, ok. Không, còn chùm này nữa. Chùm này nhiều quá này. 2 4 6 8 10 mười mấy trái luôn. Không, thấy nó nhỏ chứ mà đem trái thấy nó nhiều đúng không? Cẩn thận nha bà con. Đau không? Quá sầu riêng sẽ trái này kìa. Bỏ cho đó luôn. Dạ. Sầu riêng mà ra trái mít ngon vậy. Bấm nằm trúng một trúng qua bên kia này. Không mà cái cảm giác bấm nó sướng lên Thanh ha. Cảm giác bấm nó sướng. Ai đau đau với mình sướng. Đã không? Còn 2 4 6 7 trái, cái chùm nó 7 trái để đi mai mốt tính tiếp. Rồi mình đi tiếp đi, qua cây thái đi. Qua cây thái kia bên đi. Trong này là vừa sen thái với lại ri sáo với lại thái luôn bà con nha. Làm bông cùng lúc. Ở ngoài ngọn nè. Ở ngoài ngọn nó có một số bông, nó có ra bông cái này mình lặt bỏ nha. Ít thôi nhưng mà thấy là lặt bỏ hết. Ấy là bán dạo cho không? Bởi sao bán gọi là bán mót đúng không? Bỏ nó uổng không? Ôi. Dạ. Nó có một số bông đọt ra này, nó vẫn còn ra nữa không? Vẫn còn muốn ra bông nữa. Rồi điều đặc biệt là cái lá nó chưa có đi đọt. Là cái này á, là hiện tại là nó đang nhóm đọt. Này thấy cái đọt nó nhóm không? Mười mấy ngày trái rồi. Thì bây giờ bà con chỉ bây giờ mình cứ cần làm cái công tác nữa là giữ cái đọt này đi chậm lại. Đừng có chặn đọt nha. Đây nè, cái vàng đọt là bà con thấy nó nhóm rồi này. Nhóm đọt rồi này. Tức là bây giờ nhóm đọt á, cái vàng đọt thường bà con sẽ chặn đọt để sợ nó đụng trái. Nhưng á, Lương là Lương không chặn đọt. Lương không bao giờ mà làm bắt lo thì không làm bắt lo, mà chặn đọt cũng không làm mà chặn đọt. Thì bây giờ mình phun để cái công thức để cho cái đọt này nó chậm đi lại. Nếu mà nó chậm đi lại mà nó kéo dài thời gian nó khoảng tầm 10 đến 15 ngày nữa thì cái trái vàng trái là lớn hết rồi. Ghi sáo là không rụng nữa. Ghi sáo nó không rụng nữa, mà còn thái á, thì mình dìu cho nó đi càng chậm càng tốt. Nó đi càng chậm càng tốt. Đừng cho nó mở lá. Nó mở lá là rút dinh dưỡng nó sẽ rụng trái. Và cái nội sinh của cây tốt thì nó có đi đọt chậm đi nữa nó cũng không rụng trái. Nếu mà dinh dưỡng đủ. Rồi cái vàng trái này là em quay cái vàng trái trên cao, cái vàng trái này là quá trời luôn á. Bây giờ mình tiện. Đây nè, cái nhánh to này là một chùm này khoảng 6-7 trái. Thì bây giờ ba cái chùm này là mấy chục trái nuôi gì nổi. Đúng rồi chú. Nuôi gì nổi cái chùm này, đúng rồi anh Thanh. Là mình phải tác động thôi. Bây giờ cái nhánh nhỏ xíu bắt đầu cỡ này nè. Ông nội nuôi gì? Nên cái này là bây giờ thấy không? Được rõ không? Bây giờ bấm nè, 1 2 3 đau lòng nè. Phải chấp nhận thôi. Có đau lòng cũng chấp nhận thôi. Cái nhánh này thì làm sao nuôi được?
làm sao nuôi được một cái chùm trái một quá trời trái thế này. Cái nhánh này mình chỉ để lại hai trái thôi. Rồi hai trái này khả năng là rụng luôn cái nhánh này nè, nó rụng khi mà nuôi trái này lớn nó rụng luôn nhánh này. Nhưng mà nếu mà bà con bỏ đấy, bây giờ bà con giữ cái nhánh này bà con bỏ hết trái thì tiếc đúng không, thôi lấy tiền đi, nó rụng cái nhánh này cũng không sao hết, nhánh nhỏ thì cũng sao hết. Ở trên này là bỏ cái trái này mới bỏ đi, giữ một trái thôi. À ôi trời em bấm anh Thanh, ôi trời. À rồi tới cái nhánh này nè, này là bỏ luôn ha, bỏ luôn hai trái luôn. À, trái này à, trái này méo bỏ luôn đi. Ừ đó, tức là có những vị trí trái nó hơi méo mà không có trái ở vị trí đó vẫn giữ lại nha, phải giữ lại nha, để cho nó làm quen cái nhánh đó, nó làm quen nó nuôi trái đi, để sang năm á là sang năm này, cái chỗ đó nó đậu trái tốt hơn. À chứ cái vị trí mà không có trái, trái méo mình đừng có cắt luôn, vẫn giữ lại đúng không. Trong vườn cây không thể nào mà 100% trái tròn hết được, cái đó là chuyện phi lý. Ví dụ như tỷ lệ trái méo là 20%, trái tròn là 80% là tuyệt vời rồi đúng không. À, quan trọng là phải có số lượng trái, nhưng mà giữ trái tròn mà bây giờ trái méo cắt hết trơn rồi còn ít trái thì không được. À, trái méo thì bán vẫn có tiền, có tiền. À, chỉ là trong cái chùm trái tròn đó thì mình ưu tiên lấy trái tròn, chứ mà bà con mà cứ cắt hết trái méo mà trong khi không có trái tròn là coi như là không có tiền luôn đúng không. À, mình phải tính nha, méo tròn thì cũng bán được hết á, cũng có tiền hết á. Hết thì... rồi bây giờ rồi cái trái này nằm ở giữa nè, nó hơi tròn nè, trái này tròn nè, nó mầm ở giữa này, trái này rất là tròn luôn. À, lấy cái trái, lụm giùm em trái đó. Rồi xong luôn rồi. Đây cái trái này rất là tròn nha bà con. À, cực kỳ tròn luôn mà trái to luôn, mà tại sao mình phải bấm, vì nó nằm ở giữa nó chen với mấy cái kia. À, nếu là một giữ nó là phải bỏ hết mấy trái kia, nó là bấm nó hơi tiếc, hơi đau lòng chút xíu không. Này xin lỗi chú ba nha. Ừ bây giờ cũng khó chịu lắm nhưng phải chấp nhận thôi. À, cái cuốn dài bà con để ý nha, cái cuốn mà cuốn dài mà mập thì giữ lại, cái cuốn ốm mà ngắn thì bỏ đi đúng không, cái bông mà bông ngắn là dở hơn đúng không. À, rồi tạm thời là hai cái chùm này mình 2, 4, 6, 8 trái, giữ lại 8 trái đi, mai mốt tính tiếp đúng không. À, một cái này thái mà cái trái nó to cũng đâu thua cái cây ri hồi nãy đúng không anh? Ừ. Đúng không? Nó đều, nó cái độ to đều. Trái này to bằng cây ri nãy luôn á. À, có một số bà con hay thắc mắc rồi, và đặc biệt anh em kỹ thuật á, ảnh xem YouTube thì anh em có hỏi cái này là trong cái sản phẩm Bosatop là bông cơ bắc lo thì liệu có bắc lo hay không? À, tức là có những sản phẩm là người ta giấu cái thành phần bắc lo đi, không? Người ta giấu thành phần bắc lo đi để người ta giấu đi, người ta, nhưng mà phun thực sự là nó là bắc lo, là kêu là đổi cái tên khác, đổi tên khác đúng không, nhưng mà thực sự là nó bắc lo. À, thì xin thưa là nay bật mí đúng như bà con luôn. À, thì cái sản phẩm Bosatop nó là cái hoạt chất Zuniconazole. À, đây là một cái hoạt chất nó có công năng, nó có công năng là nó mạnh hơn 5-6 lần bắc lo, và đồng thời là giúp cái chuyển hóa mầm nhanh mạnh. Tuy nhiên nó không làm suy cây và nó không rụng lá non. Lá non này bà con phun này, cái đọt non bà con phun lên bình thường không có bị rụng, bị cháy lá. Nhưng mà riết bắc lo là phun lên là nó hư. Và đồng thời bắc lo, cái cơ chế bắc lo là gì? Nó làm suy cây đi. Nó làm suy cái cây của bà con đi thì nó kéo dài cái thời gian tạo mầm hơn. Chậm đi đọt lâu hơn, đi đọt lâu hơn đúng không? Thì kéo dài hơn tạo mầm. Đó là bà con làm xong bà con phục hồi cây rất là mệt, tại vì nó bị cháy lá, giật lá, đủ thứ chuyện trên đời hết. Không, thứ nhất là bị cháy lá, sợ bắc lo là bị cháy đuôi lá nè, giật lá nè, khô cành nè, và nó suy rễ, thu rễ, bị tình trạng thu rễ rất là nhiều đó. Và cái hoạt chất là Zuniconazole này á, nó giúp ức chế kéo dài cái thời gian tạo mầm để cây hấp thụ lưng và kali cao hơn, lâu hơn mà tạo mầm đạt hơn. Đó là cái thành phần chính của cái sản phẩm Bosatop nha. Và cái mùi của bắc lo bà con mở ra, bà con mở cái sản phẩm, bà con khui cái hộp mà sản phẩm của cái Bosatop ra, bà con không cảm nhận mà không có một cái mùi bắc lo nào. Ngoài ngược lại bắc lo cái mùi rất là nồng đúng không anh? Rất là nồng. Riêng cái mùi của sản phẩm Bosatop của công ty Bosatop nó thơm. À, nó thơm chứ nó không nồng, thì chắc chắn nó không phải là bắc lo. Và khẳng định với bà con 100% luôn, nó không phải là bắc lo. À, bà con có thể tìm hiểu lên Google, tìm hiểu thêm cái hoạt chất là Zuniconazole ha. Rồi, tiếp theo là bây giờ mình thì trái tiếp. À, đây là cái hoạt chất mới và được phối trộn một cái công thức, trong đó nó khoảng 30 cái hoạt chất khác. À, hoạt chất chính vẫn là Zuniconazole nhưng mà phối thêm 30 hoạt chất phụ gia đặc biệt khác, thì đó là
cái gọi là cái cái nghề của công ty thì mình không tiện nói, thấy không? Miễn sao bà con sử dụng hiệu quả và nó không ảnh hưởng đến cây, đúng không anh? Đó, cái bộ lá, bộ cây ra bông đẹp thế này, bộ trái thế này thì bà con cứ sử dụng xử lý thôi, đúng không anh? À, còn ở bên trong đó thì mình chỉ nói có hoạt chất chính của sản phẩm thôi chứ mình không nói sâu hơn nữa. À, bà con thông cảm ha. Mà khẳng định với con là chắc chắn nếu mà là mắc lo, không phải là mắc lo. À. Bắt lo mình mở cái, mình mở sản phẩm ra là mình nghe cái mùi là biết liền, đúng không anh? Bỏ ít thì cũng có cái mùi nồng. À, nó không nồng nhiều, nó cũng nồng nhẹ. Còn cái sản phẩm Bosotop anh em mà anh mở ra thơm phức à. À, là thậm chí là muốn pha nước trà cà phê uống luôn á, thiệt quá. Nghe mùi thơm cái nữa, nghe mùi thơm á. Hồi đó kia ta dội ra con này muốn ghiền mùi thơm của thuốc hả? Đúng rồi, ghiền cái mùi luôn á. Nó giống như mùi thơm thơm của sữa đó, chính xác là mùi thơm của sữa. Rồi bây giờ cái chùm trái này là mình giữ lại 6 trái này. Ở ngoài này có con trái kệ nó đi, tại cái cây này rất là lực, nó đậu trái được, thấy không? Cái nhánh này rất là to, cái nhánh này nuôi được mười mấy trái luôn á. Bây giờ ở trên này nó có nhánh nhỏ nuôi 2 trái này thì cứ để đó, để cho cái nhánh này cho nó đủ trái, thấy không? Mình đừng có cắt nữa. Mình chỉ một chùm mà tập trung nhiều quá là cắt cái nào ốm. À, cái nào ốm mà nhiều quá ốm bỏ ha. Ừ, là mình nhắm nó nuôi được bao nhiêu đó thì mình để bao nhiêu đó, thấy không? Còn cái nhánh to á, mà cái trái hơi méo méo cũng được, đừng có bỏ hết. Còn nhánh một kia xử lý. Dạ. Nhánh này á? Ờ. Nhánh này thì nhánh cành này là bà con là cành đực nè. Mà cành đực thật sự là cành đực rất là lực. Nên cành đực là lợi hại hơn cành cái. À, lực lợi hại hơn cái không? Đúng rồi, thì nó càng nhiều cành cấp 2 thì đậu trái nhiều hơn. Anh thấy đúng không? Mà nó nuôi được nhiều trái hơn. À. Cái nhánh này nó nhỏ này. À, trái nó to nhưng mà nó nhỏ rồi bà con. Nên bà con đừng có để nhiều quá, đúng không? Chắc bắt buộc là phải bỏ thôi. Cái trái này nó to nhất là theo anh này để hay bỏ? Trái to nhất này, để hay bỏ? Trái nó cong ấy mà, à, nó không đều như kia. Nó to nhưng mà bỏ, chắc chắn nó sẽ sồ. Bỏ. Bỏ đúng không? Ừ. Nó, thứ nhất là nó không tròn, nó bằng 3 trái còn lại, và thứ hai là nó sẽ sồ, bỏ luôn. Rồi, mình nuôi 3 trái đó bằng nhau, nó sồ quá thì cái trái nó không có được giá. Thấy không? Rồi, tiếp tục mình đi leo tới trên ngọn luôn hả? Đi qua bên kia mình tỉa thêm một trái nữa thôi. Là mình sẽ tới cái phần thứ hai là cái phần là mình bón phân gì cho giai đoạn trái tầm này. À, tầm này là trứng gà cũng phải, trứng cút thì lớn hơn, gọi là cái này là gọi là trứng ngỗng này to lắm. To lắm, trứng gà. Cái này trứng gà nhỏ hơn, nhỏ hơn trứng gà mà lớn hơn trứng cút. Trứng gà vậy là trứng gà đó. À, trứng gà so đúng không? Trứng gà mình luôn á là nó vậy ha. À, trứng gà ta. Gà ta vậy đó. Gà tây nó lớn hơn. Rồi, bây giờ cỡ trứng gà ta đi. À, nôm na là cỡ trứng gà ta này thì mình sẽ bón phân gì? Tại bà con phải bón phân, nếu không bón phân thì bị dinh dưỡng đi. Mà bà con bón phân không đúng nó sẽ đi đọt và rụng trái. Nào, bón phân gì thì bây giờ tới cái chuyên đề thứ hai. Bây giờ mình sẽ qua. Chú leo trên đó làm gì chú? Ê, xin lỗi. Rồi, không cẩn thận đụng nữa. À, rồi, tới cái cây cuối cùng. À, bây giờ mình tới tỉa mẫu thêm cái cây cuối cùng nữa thôi. À, rồi bây giờ mình sẽ tới chuyên đề là mình bón phân gì để cho có đủ nội dung cho bà con xem luôn. Bà con chịu khó xem từng tập nha. À, từ tập 1 đến tập bây giờ tập 9 rồi. Bây giờ tập này nữa là tập 10 nè. Đó. Thì này tương đối đều anh ha. Ừ, đẹp ha. Này. Ở ngoài là không thấy trái nhưng mà cái dàn lá nó phủ đều nên là bên dàn lá lực nó là phủ đều. Mà cái đặc biệt là anh thấy là nó không giật một lá nào luôn anh Thanh ha. Đúng không? Nếu mà cái vườn mình làm mắc lo lại giật lá hết rồi. Tính ra cây này nó đẹp luôn á chứ. Cây nào cũng đâu cây nào giật lá đâu. Tức là cây này đẹp là nó đẹp. Trái nó đều. Trái nó đều, nó nhiều mà nó đều. Thứ hai nó lá cũng không bị giật nha, rất là lực nha. Còn anh em nào mà làm mắc lo hoặc là cây mà nó suy mà tác động nhiều mà chặn đọt và xử lý mấy cái loại mà thuốc mà có hàm lượng mắc lo đó, là mình không tiện nói tên thuốc nha. Cái này là điều cấm kỵ. Đó, cái thuốc nào có hàm lượng mắc lo là chắc chắn giai đoạn này sẽ bị giật lá. Anh đồng ý không? Giật chứ quay nó ra dạng ra vậy là nó chặn đọt, xịt chặn đọt hết lên. Nha, lại giật liền. Còn bây giờ em không chặn đọt, không? Rồi. Mà tới giai đoạn này mà chưa đi đọt là thấy là một cái thành công bước đầu rồi đó. À. Rồi, bây giờ mấy cái chùm bông là bỏ hết đi. À, bây giờ mình tiến hành mình tỉa trái cái này đó thôi. Rồi, cái trái thấp này nè, mình tỉa trái thấp đi. À, cho em mượn kéo đây em. Rồi. Nè, lương tỉa mẫu thôi, còn hôm sau là chú để ý nha. Chú để ý và chú đi với chú ba on á để là mình tỉa trái tiếp nha. Tại vì cái này phải tỉa trái tốc độ lên chứ hiện tại cái vườn mình nó nhiều quá, con chỉ tỉa mẫu vài cây thôi. Cái trái này có giữ không? Đâu giữ được. À đâu giữ được, bỏ. Ừ. Quá đó, đúng rồi. Quá đó, rồi bây giờ nè. À, trái này. À. Cái này là ở giữa nè, méo, bỏ.
cái chùm này 2, 4, 6, 7 trái, 2, 4, 6, 7 được, để hết không, để hết không, để cái chùm này mai mốt lớn là nhìn nó hoành tráng luôn á, không cái trái này nó bị cọ bên này nè, thả nó qua bên kia đi đó. Rồi mai mốt á cái chùm vị trí này nè chú để ý nha, mình lấy cái đồ mình chêm vô, biết lấy cái gì chêm không, các cái guộc xe, cái guộc xe máy á, ở kia bên mình có tiệm sửa xe máy luôn đó, xin cái guộc cắt xong mình chêm vô đó. Dép lào cực lắm. Ừ. Gẹo. Gẹo hoài. À nó mình chêm ngay bên đó để đừng cái trái nó lớn nó đừng có gọi vô. À. Rồi cái hàng này là điều luôn nè. Khỏi tỉa khỏi gì hết. Thấy không? Tới cái hàng này là tỉa hàng này, tỉa hàng này. À cái hàng này nó cũng tương đối điều nè, nhưng mà bỏ. Đó, ba trái này á nó cái chùm này nó có thể nuôi được luôn á. Để luôn đi. À. Mình quan. Chùm này để luôn không anh? Đưa xuống con nhấc cầu luôn á. Hả? Chùm này đúng không? À, chùm này nè. Chùm này em lấy em cắt đi. Đó. Thôi mai mốt tới vườn mình. Đó. Mình cứ mình mạnh tay mình làm. Nãy giờ em đem để luôn không? Hồi nãy giờ em để luôn. Em làm để luôn không? Nhớ gục lắm anh. Nhớ gục lắm. Nhưng mà để luôn á nó không đủ dinh dưỡng á, nó rụng em. Nó rụng còn hơn nữa. À nó rụng sạch luôn á. Nên cái cuốn nó ốm nè anh thấy không? Ừ. Cuốn nó ốm nè anh bỏ đi. Đó. Cái nào mập mà dài anh để lại. Cái nhánh ba lớn này làm sao mà nuôi được hai, bây giờ nãy giờ tỉa mấy trái rồi đúng không? Bây giờ 2, 4, 6, 8, 9 trái, cái nhánh này làm sao mà nuôi được 9 trái? Em tưởng tượng đi đúng không? Làm sao mà nuôi được 9 trái? À. Có thánh sầu riêng cũng không nuôi nổi, hiểu không? Bây giờ tỉa tiếp, à, đừng có tiếc, tỉa tiếp đi. Nhót hồi nãy giờ nhót mấy lần rồi đúng không? À, bây giờ cái chùm cái trái này nó to này, à, nó to nè, nhưng mà bây giờ bị cái trái này cũng đẹp chứ không biết tiếng tiếng sao, không biết tiếng sao luôn á trời ơi. À, biết bữa đừng chỉnh trái ha, chỉnh chi cho nó tròn. À, xấu xấu tỉa cho đã, à, không tỉa không bị nhót. À, cái này không cắt được thì cho nó gãy luôn. Rồi 2, 4, 6 trái là tương đối cũng nhiều rồi đúng không, 6 trái để đi mai mốt nó lớn thì tỉa tiếp á. À, ông ba ông ơi hay tỉa nhiều quá nhót ông không có vô. À, ông chú ba thấy sợ nhót không có vô không? Thằng Lương này nó làm cái gì hư? À, làm cho trái cho nhiều rồi đi cắt bỏ. Ừ. Làm vô chiên bột được không? Làm vô chiên bột phải không? Một trái là cứ 100 mấy, cắt một trái là cứ 100 mấy. À, nãy giờ cắt bao nhiêu tiền rồi ta? À, cắt bộn tiền rồi đó. Rồi cái chùm bên này á là anh nào cao leo cắt đi chú. À, chú bây giờ cái dài cắt đi. À, cái chùm trên kia kìa. Đó. Quá trời đậu luôn đó. Đậu lừ hết trơn. Tới không? Lên lên. Được, tới không? Chắc đứng. Rồi. Cái này là mua cây kéo thục á, xài nó mới tỉa cái này đúng. Rồi. Nó bắt tiện kéo về là bắt tương tiện. Đối mình cứ đếm trái rồi đưa lên cao anh, cái chùm trên cao này, cái này không có lên đây. Không. Cái chùm này phải đứng lên tới 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 không ai cao tới ai lùn tới thấy cái cuốn đâu hết á. À, zoom lên cao hết trời, điện thoại iPhone mà làm sao mà không thấy được. À, tới không không tới không. À, iPhone 13 mà zoom không được cái này nữa thì thôi chứ trả về hãng luôn á. Em bắn đèn đi lấy em, bắn đèn đi lấy em gọi ngay cuốn cho anh cắt. À, không anh thấy chứ. Nè, bây giờ bấm này không? Ở trên cao nè, chỉ bà con cách nè, bấm vô cái xoay cái trái. Xoay cho nó rung cuốn đi. Đó. Hơi rung rung không thiệt luôn á, hơi rung rung. Ô, nhiều quá bỏ bớt đi. Cái này cái chùm này đùm luôn. Cái chùm này có 20 trái. Đúng không anh? Ừ. 20 trái luôn á. Bây giờ mà có thuốc thánh nữa nó cũng không đậu được cái chùm này 20 trái. Đó. Bây giờ nó là nó to nó tròn nhưng mà tại vì dinh dưỡng nó đủ mà nó lớn chút nữa là nó không đủ là nó giật. Anh đồng ý không? Ừ. Không. Rồi, tương đối là như vậy đi. Rồi, bây giờ thì hiện tại thì cái video hướng dẫn mà tỉa trái tới đây. Thì bây giờ Lương sẽ qua cái phần thứ hai là cái phần là mình sẽ bón phân gì trong giai đoạn trái này.
và mình sẽ phun tiếp một cử chỉnh trái nữa, tức là trong cái quá trình mà sổ nhị đến 10 ngày đầu tiên, 8 đến 10 ngày đầu tiên mình sẽ phun một cử chỉnh trái. Rồi cái cử chỉnh trái thứ hai mình sẽ phun tiếp một cử nữa, là mình chỉ phun hai cử thôi. Cái công thức phun chỉnh trái như thế nào thì Lương sẽ lát nữa đây Lương sẽ phối cho bà con. Rồi ở dưới giai đoạn này, ở dưới gốc bà con thường là bón phân ba số, bà con thường là bón phân ba số 15, ba số 18. Tuy nhiên phân ba số bón thì đúng rồi, tuy nhiên nó không phải lúc nào cũng đúng, không phải là lúc nào cũng đúng. Mình phải coi là thời tiết, nếu mà nắng là bà con là đừng bón phân ba số. Nắng thì bà con bón phân ba số, mà khi mà mưa đó thì bà con đừng bón phân ba số, tại vì nước mưa nó có đạm, nước mưa nó có đạm, và cộng với ba số 15 là 15% đạm nữa thì đạm nó cao hơn, nên là bà con phải bón giai đoạn này là bà con bón kali, canxi bo và đạm thấp thôi, thậm chí là không cần đạm luôn. Thì khi một quá trình mình tạo mầm mình đã bón lân rồi, mà cái lân gốc thì nó không phân giải, không ăn hết được trong cái giai đoạn mà tạo mầm, nó còn lưu giữ ở trong cái phần đất này, nên là bà con không nên bón phân ba số nữa. Nếu mà cây bà con đi đọt hay bà con bón phân ba số, bà con có thể là cộng thêm kali trắng. Và nếu mà con cây mà bà con làm được như cái bộ lá này Lương đang làm thì nó đang không đi đọt thì bà con đừng bón phân ba số. Hôm bữa rồi là Lương cho bón canxi bo này, bón kali trắng này, rồi tưới cái xô Tanuan nuôi trái, công thức là 03 NPK hữu cơ khoáng 03012. Bây giờ tới cái cử tiếp theo là cử tưới nuôi trái. Tưới nuôi trái cái cử này thì giai đoạn này mình cung cấp đủ dinh dưỡng cho cây mà mình không có để dư dinh dưỡng dư đạm để nó đi đọt. Đồng thời ở trên mình sẽ phun cái bộ sản phẩm Bosatop để mình giữ cái đọt chậm đi. Phun khoảng 3 cử, 5 ngày một lần phun 3 cử để cho cái đọt nó chậm đi, và sau 15 ngày thì cái bộ trái là lớn hết rồi. Nên lúc đó là bà con là cảm thấy yên tâm là 80%. Rồi, bây giờ mời bà con qua cái nội dung thứ hai. Sản phẩm công ty Bosatop được phân phối rộng rãi ở các đại lý vật tư nông nghiệp trên toàn quốc. Quý bà con liên hệ số điện thoại hotline 0886577757 để được tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật kịp thời. Quý đại lý vật tư nông nghiệp hợp tác phân phối sản phẩm liên hệ số điện thoại hotline 0886577757 để được cung cấp thông tin chi tiết. Để đăng ký tham quan mô hình mẫu làm bông không mắc lo của sản phẩm của công ty Bosatop, quý bà con để lại số điện thoại ở phần comment bên dưới, hoặc gọi số điện thoại hotline 0886577757. 1, 2, 3, yeah! Để xem trọn bộ sản phẩm công ty Bosatop, quý bà con chỉ gặp Bosatop.vn.